Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Để mà nói về Dokute của Anate, không thể nào có thể chê được cái Dokute của vị tướng này. Vừa xinh đẹp vừa cute, và ngày hôm nay thì mình sẽ cho cô nàng này đó là sang cướp rừng. Wow, cướp rừng cho team bạn Thọt nha. Từ mình hơi bị sai ở chỗ phần cài đặt chiêu. Mình không quen sử dụng cái cài đặt này, mình sẽ cần phải chỉnh nó sang đó là chọn cự ly chứ không phải chọn vùng nha mọi người. Ok, cướp thành công và chắc chắn một điều là rừng team bạn sẽ trầm trồ một xíu. Thôi có lẽ là chúng ta cướp và chúng ta nên về thôi. Để lại đất diễn cho team bạn về. Làm nhẹ nhẹ cái con bùa đỏ vậy thôi. Khi mà AD và support team bạn không có ai thèm ra canh bùa lợn của rừng thì chúng ta cứ ăn tự nhiên vậy. Ở hiện tại thì NT đang dần bị lãng quên bởi các vị tướng khống chế rất mạnh. Ý, có xíu máu này. Còn xíu máu, tiếc quá. Nào, chạy đâu, có sâu, khổ lắm. Đánh NT thì các bạn tận dụng được việc khả năng đó là khống chế từ chiêu 1 và chiêu 2. Chủ yếu là chiêu 2 sẽ làm choáng được đối phương, và chiêu cuối bảo kê đồng đội tốt, khép góc và khiến cho đối phương không thể nào chạy về được vào chiêu cuối. Thôi xong rồi, AD ơi, thôi xong rồi. Trời ơi. Râu cơ ganh sớm vậy thôi nha. Không đánh được, đang có. Từ ném tiếp ra và Nacrot lao vào. Đúng rồi, mình kiếm một mạng hỗ trợ thôi. Đó, chiến công đầu. Rất đơn giản là các bạn ạ. Tiếp tục quăng nốt chiêu 1 vào. Nó có... Ô, thật chết tôi rồi. Lỡ ăn mất một mạng rồi các bạn ơi. Không sao, ăn một mạng nhưng mà giúp cho team vừa sau là giết được 3 người. Team bạn là được rồi. Ném choáng tiếp nhưng mà không xin nhê. Thôi thôi, lao reo về đi. Trời ơi, bạn máu chiến thế này, mình bỏ bạn thì mình lại gọi là không có tâm một chút nào. Bướm nó có xíu máu thôi. Thật sự bướm có xíu máu và bướm bốc hơi một mạng hỗ trợ nữa. Thôi nào, Senel bạn khó tính vậy. Ôi tè tè, trời ơi. Joker team bạn này, Joker team bạn đang cố gắng bắn mình nhưng mà không thành công rồi. Hiện tại Anate cần phải được tăng sức mạnh trong phiên bản tới. Lại ham mình rồi, có tốc biến đây. Ham support làm cái gì không biết nữa. Mình đang rất thắc mắc không hiểu tại sao Roker team bạn lại ham cái mạng của mình mà có ăn được đâu. Không nên đổi mạng với support làm gì cả. Anate cần được tăng sức mạnh trong phiên bản tới và phải cần tăng sức mạnh mạnh mẽ luôn. Nhưng mà rất đáng tiếc là Anate chúng ta được tăng sức mạnh trong phiên bản tới, nhưng mà cái lần tăng sức mạnh này nó không đáng kể các bạn ạ. Mình không thể chấp nhận được cái lần tăng sức mạnh sắp tới của Anate. Một vị tướng trợ thủ trước đây rất là hot nhưng bây giờ cũng đỡ hot rồi. Cũng giảm một phần nào họ đó hot đi. Mình có chiêu cuối rồi đây. Ủa dồi ôi, đông thế, thôi em chịu. Đang tính khép góc Roker mà ai ngờ team bạn có cả... À đâu, đang tính khép góc Joker, xin lỗi mọi người. Trận đấu này vừa có Joker vừa có Roker. Đọc khá là khó. Hiện tại thì team mình cũng đang kiểm soát khá là tốt. Đó, kiểm soát được luôn cả dòng. Úi trời, bắn tôi đi. Bắn thoải mái đồng đội nữa rồi. Có chiêu cuối để khép góc đây. Đẩy nó về một cái và đồng đội tới bắn. Úi trời ơi, ném choáng. Choáng được cả hai. Lên bảng. Bùm. Không tin nổi mình ăn mạng bằng đòn đánh tường các bạn ạ. Vừa sau không hiểu tại sao Senel định sứ mệnh cứ thế đi đâu. Mình kích hoạt cho chiêu 2 một cái là thiên nga gãy cánh luôn. Anate chính thức trong phiên bản tới được tăng sức mạnh nha mọi người nha. Nhưng mà tăng sức mạnh lần này thì không đáng kể một chút nào các bạn ạ. Hơi bị buồn một xíu. Ở đây đó là Anate cải thiện lại được khả năng đó là cảm giác tối ưu lại cảm giác sử dụng bằng tay. Tối ưu cảm giác tay. Và tiếp theo là chiêu 2 của việc Anate sẽ được giảm thời gian vận chiêu 0,1 giây. Là có nghĩa là chiêu 2 của bạn sẽ sử dụng nhanh hơn 0,1 giây gì đó. Nhưng mà thật sự là với cái lần chỉnh sửa này mình không hài lòng một chút nào. Mình muốn tăng một chút sát thương hoặc một chút khống chế thời gian khống chế lên. Nhưng mà không có các bạn ạ. Rất là đáng tiếc, nhưng dù sao thì cũng có thông tin là tăng sức mạnh như vậy là vui rồi. Cũng nằm trong top tướng tăng sức mạnh rồi. Hiện tại thì mình đang bỏ Violet để mình có thể đi kiếm cơm. Chứ ở Violet đói quá. Đánh ôm với Violet nhiều thì cũng không hỗ trợ được những người còn lại. Hiện tại thì Violet đang phải ôm thôi, chứ còn mình sẽ tranh thủ thời gian này đi hỗ trợ team. Và sau đó là khi combat thì chúng ta lại đi hỗ trợ cho Violet nha. Ok, tiếp tục này. Trở về với Violet. Khu vực đường trên team bạn đẩy khá cao anh em ơi.
Lên đường trên nhanh này. Rocker làm cái gì đây? Ui giời, ném nốt cái chiêu 1 ra là. Ôi tôi chết rồi. Ôi ôi, mình ăn mạng rồi các bạn à. Bớm lăng nước ơi, trời ơi. Mình thề với các bạn là chiêu 1 của Anatea có lượng sát thương yếu cực kỳ luôn. Và trong trận đấu này mình có lên đồ sát thương phép mấy đâu. Mình lên thiên hướng về khống chế với cả là đồ thủ là nhiều. Thế mà vẫn ăn được mạng đến bó tay luôn. Đánh support mà ăn được nhiều mạng như thế này chắc là bị đồng đội chửi cho sấp mặt. Trang bị thì mình lên luôn cái lệnh bài phong thần đầu tiên nha. Tiếp tục là giày kiên cường, sau đó là trợ băng, khiên điện thoại, mặt nạ Berit và huân chương choi. Đấy, ui trời ơi, lao đèo ơi. Bạn phải cần mình hỗ trợ mới múa được. Cố gắng tận dụng cái chiêu thứ hai khi mà chúng hai mục tiêu là một cái là nó sẽ hút vào và tráng đấy. Tráng sen eo được mà. Ok, bây giờ mình có xíu máu thôi. Khép góc luôn nha, mình đang có chiêu cuối đây bạn ơi. Không cho Joker về. Khép góc vào chiêu cuối luôn và đẩy Joker vào trong tường. Đó, và bây giờ là chúng ta té để cho Nagrod 306. Đánh Anatea nó đơn giản lắm các bạn ạ. Chỉ khó ở nhất là cái chiêu thứ hai. Nếu các bạn tận dụng được chiêu thứ hai tốt thì các bạn sẽ tạo ra cũng sự khó chịu. Chiêu 2 cần phải có hai mục tiêu ném cái chiêu thứ hai, trúng hai mục tiêu thì nó sẽ làm choáng. Nó sẽ hút đối phương vào giữa và sẽ làm choáng. Còn cái phù hiệu của mình trong trận đấu ngày nay mình đang sử dụng đó là phù hiệu du hiệp. Sau khi mình rời khỏi cái trạng thái giao tranh thì mình sẽ được tăng máu và được tăng thêm cả năng lượng, kèm theo là hiệu ứng làm chậm đối phương nữa. Nó là khá lợi. Và bây giờ thì Roker chạy được đi đâu bạn ơi? Ôi trời ơi, đánh thoải mái đi kìa. Đâu xíu máu tôi. Thôi xong, nạc rốt. Xít tức thì bạn ấy chết luôn ấy. Mình đã búp quyền lệnh bài các kiểu rồi. À, một tin vui. Không thể nào mà mình không thể nhắc được trong video clip này. Đó là Anatea sắp sửa có một bộ trang phục mới nữa mọi người ạ. Mặc dù là tăng sức mạnh không đáng kể, nhưng mà vì tướng này lại được có thêm một bộ trang phục mới nữa. Và phần đầu video clip mình đã để lại ảnh cho các bạn có thể xem. Hiện tại chưa thể hé lộ được cái ngoại hình trong trận đấu nha. Nó chỉ hé lộ một chút ảnh như vậy thôi. Vậy đây là các bạn cứ hóng dần đều, bản thân mình cũng vậy. Nếu mà biết sớm thì mình sẽ cập nhật sớm cho mọi người. Vấn đề chính bây giờ team mình cần phải ép trụ được. Team bạn bây giờ mới ăn được một mạng thôi, vẫn chỉ ăn được một mạng. Nào, cứ ném chiêu 2 làm choáng. Không choáng được rồi, phí quá. Kích quạt chiêu cuối một cái, ui trời ơi. Khép góc không cho về luôn. Đẩy lính đi anh em, đẩy trụ đi anh em. Mình là support mà. Ui, cái trụ này nó có xì máu thôi. Đối phương tiếp cận vào những vị tướng quan trọng của team mình thì các bạn cứ sử dụng chiêu cuối để đẩy ra nha. Đẩy đối phương ra. Nagrod ơi, thôi làm gì đây. Chịu rồi. Phát đấy thì mình không cứu được. Team thì không thèm ăn tà thần, muốn đánh thẳng cơ anh em ạ. Lúc nào có thể kề bên với Violet. Tà thần đi anh em. Bây giờ anh em phải ăn tà thần chứ, một mình làm sao mà ăn nổi. Bây giờ là cần phải đuổi team bạn ra khỏi khu vực tà thần mới ăn ngon được. Ồ, Zena đánh luôn à? Vậy là team mình quyết định không ăn tà thần và giao tranh, đánh luôn. Ui trời, có tốc biến ở đây. Chỉ cần tốc biến lên và ném chiêu 2 chuẩn xác. Ê, xịt mất rồi. Đẩy chiêu cuối khép góc về cho Senel không còn đường lui. Và Senel bốc ơi, Senel chết, ui bá đạo rồi. Ôi, có lẽ là kết thúc được trận đấu các bạn ạ. Choáng được cả hai người này. Còn Senel làm được cái gì nữa đâu Senel ơi. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi video clip của mình. Đây là sự thay đổi của Anatea trong phiên bản mới. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Kiếm tiền online chưa bao giờ là dễ dàng và đơn giản như bây giờ. Các bạn chỉ việc đọc báo trên ứng dụng Báo Hay 24 giờ. Trong thời gian các bạn đọc báo, các bạn có thể tiếp nhận được thông tin từ bài báo. Và cái thứ hai, trong khoảng thời gian các bạn đọc báo, các bạn có thể nhận được những cái xu để có thể đổi ra thẻ cào điện thoại.
phục vụ và những nhu cầu của bạn có thể nạp vào game và hoặc là nạp vào điện thoại cũng được. Trong khoảng thời gian mình đang đọc báo như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có một cái hộp quà màu vàng. Và sau khi cái hộp quà đấy nó chạy xong rồi thì các bạn có thể nhận được xu nha. Ok, bây giờ mình chỉ cần ấn nhận thôi là mình sẽ nhận được xu. Đấy, rất đơn giản đúng không? Ở đây thì nó có rất là nhiều những cái thông tin và nhiều thể loại để cho tất cả các bạn có thể đọc. Thật ra thì nếu mà các bạn chăm chỉ đọc thì các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền để có thể nạp vào điện thoại, nạp vào game. Không chỉ đọc báo mà các bạn có thể tham gia cái event trên app để có thể tăng thêm thu nhập cho bản thân. Cái event này mọi người cần phải ấn vào cái đường link mình để lại dưới phần mô tả cũng như video clip này. Mọi người ấn về tải thì các bạn mới có thể tham gia được event này nha. Phải ấn vào cái đường link mình để lại dưới phần mô tả ấy. Event này thì nó có tên xem nào. Thử thách game thủ dinh thẻ dinh. Đó, các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ đó là mời bạn bè thôi. Mời 3 người bạn để cho các bạn của các bạn đọc báo thì các bạn sẽ có thể nhận được thẻ dinh. Sau khi các bạn mời bạn bè xong thì các bạn chỉ cần đó là nhận cái hộp quà to đùng thôi. Thẻ dinh 10.000 đồng đây. Đấy, chỉ cần ấn vào nhận. Và ở đây thì nó có series thẻ và mã thẻ cho tất cả các bạn có thể nhập vào và nạp. Cuối cùng khi mà các bạn có nhiều xu rồi, các bạn đọc báo các bạn có nhiều xu rồi thì các bạn ấn vào phần đổi thưởng nha. Dùng xu để đổi lấy thẻ cào điện thoại. Đấy, ở đây thì có rất là nhiều nhà mạng và mệnh giá thẻ để cho tất cả các bạn có thể lựa chọn. Ok, và các bạn chỉ cần xác nhận quy đổi thì nó sẽ hiện ra cái mã để cho tất cả các bạn có thể nạp nha, số thẻ cào. Ok, các bạn nên nhớ là cái đường link tải ứng dụng mình sẽ để lại dưới phần mô tả cũng như bình luận video clip này.